sao càng đi mình càng thấy lạ thế này? Có hay là mình lạc đường? Ôi trời ơi, cái bạn kia, bà muốn chết à? Xin lỗi cô nhá, tôi đã có việc gấp. Gấp gì thì gấp, bà chặn đường như thế nhỡ tôi không phanh kịp thì sao? Cô thông cảm, tại đường vắng quá, tôi chẳng biết nhờ ai, cho nên... À, hóa ra là ở quê mới lên phố à? Vâng, cô có biết đường về Hồ Tùng Mậu đi đường nào không? Không biết đường thì bắt xe ôm mà đi, họ đưa đến tận nơi mà. Tôi cũng hỏi rồi, thế nhưng mà họ đòi đắt quá, cho nên tôi đi bộ cho nó khỏe chân. Trời ơi, đúng là vừa nghèo vừa keo kiệt. Trần đời lần đầu tiên tôi thấy người như bà đấy. Cô ơi, cô có cần phải nói quá đáng thế không? Tôi không biết thì tôi mới hỏi mà. Bà làm tôi giật cả mình, suýt gây ra tai nạn đây này mà còn bảo tôi quá đáng à? Bà có tin tôi cho bà xuống kéo nhị cho Diêm Vương không? Cùng cảnh là đàn bà phụ nữ với nhau, sao cô ăn nói dữ dằn thế? Sao có tí dịu dàng nào cả? Phải, tôi hung dữ đấy. Bà biến đi, mất thời gian thế không biết được. Ôi này cô, cô nhất quyết không chỉ đường cho tôi à? Sao bà ngu thế? Điện thoại đâu? Không mở ra mà tìm bản đồ. Điện thoại tôi mà còn pin á, thì tôi cũng chả thèm hỏi cô. Đúng là ngu rồi còn bất cẩn. Sao tối qua mà không sạc cho đầy đi? Thì tại mấy đứa trẻ con nó chơi nên tôi không để ý chứ. Thế sạc dự phòng đâu? Ôi, sạc dự phòng là cái gì? Bà phiền thế chứ lị, biến đi. Ô. Cô ơi, cô nghĩ lại rồi à? Thôi được rồi, chị lên xe đi tôi đưa về. Tôi cũng ở Hồ Tùng Mậu đấy. Cô nói thật á? Tôi đùa chị làm cái gì, lên xe đi. Sao tự nhiên lại có người tốt thế nhỉ? Cũng không giấu gì chị, tôi cũng là người nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Nhìn thấy chị, tôi lại nhớ đến chị gái ở nhà. Thì ra là vậy. Thôi, đây, chị đội mũ vào, đưa ba lô đây. Tôi cảm ơn cô nhá. Thế mà khi nãy tôi cứ tưởng cô là người xấu, ai ngờ cô lại là người tốt. Cô ơi, có khi nào mình đi nhầm đường rồi không? Càng đi tôi càng thấy lạ quá. Rồi chị yên tâm, không nhầm được đâu. Hay là mình dừng lại chỗ nào xem có người, mình hỏi thăm xem. Chị nói cũng phải. Chị ơi, chị xuống đi, để tôi lấy điện thoại ra kiểm tra đường xem. Cô ấy, không biết đường mà cứ đi như đúng rồi. Ô, cô ơi, cô làm cái gì thế? Đồ ngu, bà nghĩ tôi giúp bà thật à? Ô kìa, đồ mất dạy, đàn bà con gái kiểu gì không biết. Không biết chỗ này là chỗ nào nữa. Làm thế nào bây giờ? Chủ tịch, anh đi đâu mà vội thế ạ? Chị gái tôi mới ở quê lên, không hiểu sao gọi nãy giờ không được. Tôi phải ra bến xe xem thế nào. Ra là vậy. Đối tác vẫn còn ở trong đó, cô vào tiễn họ giúp tôi nhé. Nói với họ tôi có việc gấp. Dạ, anh cứ đi đi ạ. Có gì anh cứ gọi cho em. Chủ tịch vẫn còn chị gái á? Sao trước giờ không nghe nói gì nhỉ? Ui, thôi chết, đối tác. Tống ngôn nhà nó, không hiểu nó ném mình ra chỗ này là chỗ nào. Chả thấy có bóng người nào. Ấy cô ơi, có chuyện gì vậy ạ? Gặp cô ở đây thì may quá. Cô cho tôi hỏi đường về Hồ Tùng Mậu có xa không? Đi đường nào thì đúng ạ? Chị hỏi thật ạ? Tôi hỏi thật. Cô trông tôi giống nói đùa lắm à? Chị có biết đây là đâu không? Chỗ này cách Hồ Tùng Mậu xa lắm đấy. Sao chị không gọi người nhà đến đón? Khổ nỗi, điện thoại tôi hết sạch pin rồi. Thế chị có nhớ số của người nhà chị không?
Thằng em trai tôi bao lâu nay nó toàn gọi qua cái mạng xã hội gì đấy cho nó tiết kiệm, không gọi số điện thoại. Thành ra tôi cũng không nhớ số. Vậy à? Hay là chị lên xe đi, em chở chị đến Hồ Tùng Mậu. Cô nói thật à? Thật. Mà sao nhìn chị cảnh giác thế? Chị sợ em bắt chị bán sang biên giới à? Chẳng giấu gì cô, lúc nãy cũng có một người phụ nữ tầm tuổi cô, tôi hỏi đường, cô ấy cũng bảo là cho tôi đi nhờ, xong ném tôi ở đây đấy. Ôi giời, sao lại có người thất đức thế không biết nữa. Cô ấy á, trông có vẻ cũng tử tế lắm. Thế mà... Chị yên tâm đi, em đưa chị về thật, em không nói dối đâu. Đi thôi cô, tôi cảm ơn cô nhá. Không có gì ạ. Sao này không gọi được nhỉ? Ô, cô dừng lại giúp tôi với. Đây đúng nhà này rồi. Đây là... Chị có nhầm không đấy? Nhầm là nhầm thế nào? Ê, em trai tôi kìa, không thể nhầm được. Chị Tuyết, sao giờ chị mới về? Mà điện thoại của chị đâu, em gọi mãi không được. Em ra bến xe tìm chị cũng không thấy đâu. Cậu làm gì mà cứ cuống lên thế? Không phải chị đang đứng ở đây à? Chuyện dài lắm, tí chị kể cho mà nghe. Cô này, cảm ơn cô nhá. Cô tốt thật đấy. Có gì đâu mà cảm ơn ạ. À. Em chỉ tiện đường thôi mà. Cảm ơn cô đã đưa chị gái tôi về. Cô vào nhà uống nước đã. Thôi, cũng không có gì đâu. Mà thôi, cũng muộn rồi. Tôi xin phép đi trước. Em đi trước đây. Vậy cô cho tôi xin số, tôi sẽ cảm ơn cô sau. Thôi, tôi giúp chị là cái duyên, không cần phải cảm ơn gì đâu. Anh đưa chị vào nhà nghỉ ngơi đi, chị cũng mệt rồi đấy. Thôi, em xin phép đi trước. Đúng là người tốt, xưa nay làm việc gì cũng không cần báo đáp. Chuyện này là sao vậy chị? Thôi vào nhà đã, rồi chị kể cho bà nghe. Dạ vâng, để em cầm cho. Về đi. Chị nói vậy là sao ạ? Tôi có được nhận không? Không. Sao lại thế được? Chị có thể cho tôi biết lý do được không? Trượt thì là trượt. Thế thôi. Cô biết nhiều để làm gì? Tôi đã tìm hiểu qua hết các ứng viên lần này rồi. Tôi thấy mình không thua ai cả. Mà nếu có bị trượt thì tôi cũng muốn biết lý do để có thể chuẩn bị tốt hơn cho những lần ứng tuyển sau. Cô lắm chuyện thế nhở? Cô nên biết, ở đây tôi là người tuyển dụng. Tôi nói không được là không được. Cô có nộp 10 lần hồ sơ nữa thì tôi cũng không nhận đâu. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Vẫn chưa xong à? Đáng lẽ ra là xong rồi, nhưng mà cô này nhìn nhằng quá cho nên là... Là cô à? Hóa ra anh là chủ tịch tập đoàn ABA à? Chủ tịch, hai người quen nhau ạ? À, cũng chỉ biết qua qua thôi. Cô ấy từng giúp đỡ chị gái tôi. Ra là vậy. Chủ tịch, anh vào đây có việc gì thế ạ? Tôi định trao đổi với cô một chút việc, nhưng mà thôi, để khi khác đi. Dạ, vậy em xin phép ra ngoài ạ. Cô Ngọc Anh, đi theo tôi. Từ từ đã. Đưa hồ sơ của cô ấy cho tôi xem nào. Chủ tịch, đây là chuyện nhỏ thôi, tôi xử lý được, không cần chủ tịch phải vất vả đâu ạ. Tuyển trợ lý cho tôi, sao lại là chuyện nhỏ? Cô đưa đây. Dạ. Đã tính toán kỹ thế rồi, mà lần này vẫn bị chủ tịch can thiệp. Con danh này cũng may mắn đấy. Nó đã từng giúp đỡ chị gái chủ tịch, có nhan sắc, tài năng lại vượt trội như vậy, kiểu gì sau này cũng chiếm được cảm tình của chủ tịch. Anh ấy làm sao còn nghĩ đến mình nữa chứ. Làm sao bây giờ? Chị gọi tôi ra đây có việc gì? Ngồi đi. Cô nghỉ ở tập đoàn ABA đi, tôi sẽ tìm cho cô chỗ khác tương xứng, thậm chí lương còn cao hơn. Giám đốc Phương Anh này, tôi không hiểu tôi đã đắc tội gì với chị mà 5 lần 7 lượt chị cứ ngăn cản tôi như thế.
Cô vẫn không hiểu thật à? Bảo sao bằng cấp chuyên môn tốt thế, bây giờ vẫn phải lật đật đi xin việc. Có gì chị cứ nói thẳng ra đi. Được, tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi ngưỡng mộ và toàn tâm toàn ý với chủ tịch Hiếu, cho nên tôi không muốn bất cứ cô gái nào, nhất là những cô gái có nhan sắc như cô, ở bên cạnh chủ tịch Hiếu. Cô hiểu rồi chứ? Thì ra là chuyện này à? Nếu cô đã biết rồi thì nên biết thân biết phận đi, đừng có chống đối tôi. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người nhân viên mới thôi mà. Theo tôi được biết, chị và chủ tịch Hiếu làm việc với nhau được gần 10 năm rồi đúng không? Thì sao? Cô có ý gì? Nếu gần 10 năm rồi mà chị vẫn không có được trái tim của chủ tịch Hiếu thì tôi khuyên thật, chị nên bỏ cuộc đi. Cô nói cái gì? Để tôi trả lại cho chị câu này nhá. Chị nên biết rõ thân phận của mình đi. Là một giám đốc thì không nên mất bình tĩnh như thế đâu. Con rành này, làm thái độ với tao à? Chết à? Dừng lại! Chủ tịch ạ. Chủ tịch, sao anh lại đến đây ạ? Cô định làm gì vậy? Dạ, có gì đâu ạ. Em thấy Ngọc Anh là nhân viên mới, cho nên là muốn gặp mặt trao đổi chút thôi ạ. Trao đổi? Trao đổi bằng cách tát vào mặt người ta như vậy à? Chủ tịch ơi, em nghĩ là có hiểu lầm rồi đấy ạ. Tôi làm việc với cô nhiều năm như vậy, cũng hiểu được tâm tư tính cách của cô. Lâu nay tôi luôn bỏ qua cho cô là vì nghĩ đến cô luôn tận tình trong công việc. Thế nhưng nếu cô cứ tiếp tục như thế này, tôi không chắc là có thể bỏ qua cho cô tiếp được đâu. Chủ tịch, cô theo tôi về làm việc. Tôi mới là cấp trên trực tiếp của cô. Từ giờ không có việc gì quan trọng thì không cần gặp riêng cô ấy làm gì. Vâng ạ. Em chào chủ tịch ạ. Uầy, tòa nhà to thế. Kể ra thằng em trai mình giỏi thật đấy chứ, làm chủ cả một tập đoàn trong tòa nhà to như thế này. Đúng là không uổng công mình nuôi nó ăn học. Sao lại là cô ta nhỉ? Sao cô ta lại ở đây? Phen này thì cô chết với tôi. Cô nhìn cái gì? Cô có nhớ tôi không? Là bà. Bớt nói nhảm đi. Cẩn thận tôi lại hốt bà đi chỗ khác như lần trước đấy. Này, cô là cái loại đàn bà gì đấy? Tôi nhắc lần cuối, bà mà không tránh ra là tôi hốt bà đi đấy. Địa điểm lần này sẽ là Nghĩa Trang. Cô nghĩ là cô làm được à? Bà có biết tôi là ai không? Tôi cũng đang muốn biết đây. Thế bà biết tòa nhà này chứ? Đây là tòa nhà của tập đoàn ABA, mà tôi lại là giám đốc thị trường của tập đoàn này. Bà nghĩ xem một giám đốc như tôi xử lý một người dân đen quê mùa như bà có dễ dàng không? Cô vừa nói cái gì cơ? Cô bảo là cô làm bên trong tập đoàn ABA á? Biết sợ rồi à? Chẳng hiểu sao thằng Hiếu nó lại có thể nhận một người như cô vào làm việc đấy. Bà nói gì cơ? Hiếu... Bà bảo Hiếu nào? Không giấu gì cô, tôi là chị gái ruột của thằng Hiếu, chủ tịch của cô đấy. Bà đùa tôi đúng không? Cô nghĩ thế à? Tôi hỏi cô nhá, có phải chủ tịch của cô là Hoàng Trọng Hiếu, 35 tuổi, chưa vợ, có dâu quay nón, quê ở Vĩnh Phúc đúng không? Hình như hôm trước chủ tịch nói là có bà chị gái ở quê thì phải. Lẽ nào lại trùng hợp như vậy chứ? Chị Tuyết, chị đến xong lên phòng em, đứng dưới này làm gì? Cậu đến thì hay rồi. Dạ, chủ tịch ạ. Là cô à? Em xin phép đi gặp đối tác có chút việc đây ạ. Ấy, khoan đã. Có chuyện gì vậy chị? À mà đúng rồi, vừa nãy em thấy hai người nói chuyện với nhau, chị biết cô ấy à? Biết, không những biết, mà là biết rất rõ là đằng khác. Chị ơi, hôm trước chỉ là hiểu nhầm thôi chị ạ. Em không biết chị là chị gái của anh Hiếu, mà mong chị người lớn đừng chấp nhặt trẻ con ạ. Cô đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn mà lại bảo rằng mình trẻ con á? Tôi thì nghĩ không phải như thế đâu.
cuối cùng đã xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy ạ? Chuyện là thế này. Phương Anh. Chủ tịch, chị ơi, em thật sự biết lỗi rồi chị ạ. Chị cho em xin lỗi với chị. Em biết sai rồi chị. Cô có còn nhớ tôi đã nói gì với cô không? Chủ tịch, em thật sự biết sai rồi. Anh nể tình 10 năm nay em cống hiến vì tập đoàn. Anh bỏ qua cho em lần này đi ạ. Cô không xứng đáng đảm nhiệm vị trí này. Nể tình cô có cống hiến cho tập đoàn, tôi sẽ cho cô làm lại từ vị trí nhân viên. Sau này thăng tiến như thế nào, tất cả là do bản thân cô. Dạ. Làm nhân viên ấy ạ? Cô nghĩ làm nhân viên trong tập đoàn chúng ta có dễ không? Nếu cô thấy không ổn thì có thể chọn phương án 2. Cô nghỉ việc đi. Chủ tịch bình tĩnh ạ. Em sẽ từ chức, em sẽ làm lại từ đầu. Cảm ơn chủ tịch. Em cảm ơn chị ạ. Cô làm nốt việc hôm nay đi. Dạ. Chị thấy em xử lý như vậy đã được chưa? Được. Có tính giáo dục. Xem như đó là bài học cho cô ta đi. Dạ vâng. À, chị lên đây với em. Em sẽ giới thiệu với chị trợ lý mới của em. Chị sẽ bất ngờ đấy. Bất ngờ á? Trợ lý của cậu thì liên quan gì đến chị? Liên quan nhiều là đằng khác. Cô ấy chính là người đã chở chị về hôm trước đấy. Thật á? Sao lại có chuyện trùng hợp như thế nhỉ? Dạ vâng, em cũng bất ngờ. Thôi được rồi, dẫn chị lên để chị cảm ơn cô ấy. Vâng. Mà này, chị thấy con bé đấy cũng được đấy. Hay là mày chốt luôn đi để chị sớm có em dâu. Chị lại đùa thế rồi.